Chào các em. Cô là giáo viên phụ trách môn sinh học chính, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Để việc học không bị gián đoạn, thì hôm nay cô và các em sẽ chuyển sang một cách học khác. Đó là học qua video. Đây là bài mới, nên cô yêu cầu chúng ta ghi chép đầy đủ vào tập. Chúng ta cùng bắt đầu. Các tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu về ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái vô sinh. Vậy, nhân tố sinh thái hữu sinh có tác động như thế nào đối với sinh vật? Để hiểu được điều đó, chúng ta vào bài 44, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Bài này gồm hai phần trọng tâm. Một là mã quan hệ cùng loài và hai là mã quan hệ khác loài. Một la mã, quan hệ cùng loài. Các em quan sát hình và trả lời câu hỏi. Hình 44.1A. Các cây thông mọc gần nhau trong rừng. Hình 44.1B. Cây bạch đàn đứng riêng lẻ, bị gió thổi nghiêng về một bên. Câu hỏi đặt ra ở đây là: khi có gió bão thì thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với thực vật sống riêng lẻ? Các em thử tạm dừng để trả lời xem nè. Thì thực vật sống thành nhóm, nó có khả năng cản bớt sức gió, nên những cái cây này ít có khả năng bị ngã đổ hơn so với những thực vật sống riêng lẻ một mình. Đối với thực vật là vậy, còn đối với động vật thì như thế nào? Trong tự nhiên, động vật sống theo bầy có lợi gì? Các em thử trả lời nè. Động vật sống theo bầy đàn có khả năng tự vệ chống kẻ thù và tìm kiếm được cái nguồn thức ăn tốt hơn so với sống riêng lẻ. Vậy thì thực vật và động vật đều có lợi khi sống thành nhóm. Theo em, các sinh vật sống thành nhóm có mối quan hệ gì với nhau? Chúng sẽ có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Hay nói theo cách dễ hiểu hơn, đây là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Vậy, có phải trong điều kiện nào chúng cũng luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau hay không? Câu trả lời ở đây là không. Chúng chỉ hỗ trợ nhau trong những trường hợp thuận lợi. Đầy đủ thức ăn, đầy đủ nước uống, nơi ở thoải mái, tỷ lệ con đực và con cái phù hợp. Ngược lại, khi gặp điều kiện bất lợi, ví dụ như là số lượng cá thể tăng cao, thiếu thức ăn, nơi ở chật chội, thì các cá thể trong nhóm đã xảy ra hiện tượng gì? Các cá thể sẽ cạnh tranh gay gắt với nhau, dẫn đến hiện tượng tách nhóm. Một vài cá thể sẽ tự đi tìm nơi ở riêng, nguồn thức ăn và nước riêng cho mình. Câu hỏi đặt ra tiếp theo ở đây là: trong điều kiện cạnh tranh vừa phải thì cạnh tranh có lợi hay có hại? Đáp án sẽ là có lợi, vì cạnh tranh sẽ đào thải được những cá thể yếu có kiểu gen xấu và chọn lọc được những cá thể to khỏe có kiểu gen tốt để duy trì và phát triển nòi giống cho lò. Các em làm bài tập. Hãy tìm câu đúng trong các câu sau. Câu số 1. Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể. Câu số 2. Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng. Câu số 3. Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ sự cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng. Đáp án đúng ở đây là câu số 3. Câu số 1 sai ở chỗ cá thể tách ra khỏi nhóm sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh. Câu số 2 sai ở chỗ nào? Các cá thể tách ra khỏi nhóm sẽ làm giảm cạn kiệt nguồn thức ăn.
các em làm bài tập tiếp theo. Điền vào chỗ trống các từ thích hợp. Có 3 chỗ trống. Các em tự làm thử nào. Và đây là đáp án của cô. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các nhóm cá thể. Tuy nhiên, khi gặp điều kiện bất lợi, các cá thể cùng loài cạnh tranh nhau, dẫn tới một số cá thể sống tách khỏi nhóm. Vậy, các nhóm cá thể cùng loài có những mối quan hệ nào? Chúng sẽ có hai mối quan hệ, đó là quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Các em ghi bài. Một câu hỏi ở ngoài. Trong chăn nuôi, ví dụ nuôi gà, nuôi lợn, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể? Để giảm sự cạnh tranh gay gắt thì cần phải nuôi với một mật độ hợp lý, cung cấp đủ nguồn thức ăn, đảm bảo tỷ lệ giới tính giữa các cá thể. Sinh vật trong tự nhiên còn chịu tác động mạnh mẽ của các sinh vật khác loài. Sự tác động đó biểu hiện như thế nào? Chúng ta tìm hiểu phần 2 la mã, quan hệ khác loài. Các em nghiên cứu bảng 44, các mối quan hệ khác loài. Sẽ chia ra làm hai mối quan hệ, mối quan hệ hỗ trợ và đối địch. Trong mối quan hệ hỗ trợ, có cộng sinh và hội sinh. Trong mối quan hệ đối địch, có cạnh tranh, ký sinh nửa ký sinh và sinh vật ăn sinh vật khác. Đặc điểm của cộng sinh là gì? Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. Hội sinh là sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi và cũng không có hại. Đặc điểm của cạnh tranh. Các sinh vật khác nhau tranh giành thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau. Ký sinh nửa ký sinh. Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu từ sinh vật đó. Đặc điểm của sinh vật ăn sinh vật gồm các trường hợp động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật bắt sâu bọ. Các em quan sát tranh, chỉ ra mối quan hệ giữa các loài. Ở địa y, các sợi nấm hút nước và muối khoáng từ môi trường cung cấp cho tảo. Tảo hấp thụ nước và muối khoáng và năng lượng ánh sáng mặt trời, tổng hợp nên các chất hữu cơ. Nấm và tảo đều sử dụng sản phẩm hữu cơ do tảo tổng hợp. Vậy thì đây là mối quan hệ gì? Đây là mối quan hệ hỗ trợ cộng sinh. Vì cả nấm và cả tảo đều có lợi. Ví dụ tiếp theo. Trên một cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm. Đây là mối quan hệ đối địch cạnh tranh. Cạnh tranh về nguồn dinh dưỡng, phân bón, về nước, về không gian sống. Và hai loài này nó sẽ kìm hãm sự phát triển của nhau. Hươu, nai và hổ cùng sống trong một cánh rừng. Số lượng hươu, nai bị khống chế bởi số lượng của hổ. Này rất là dễ nè. Đây là mối quan hệ đối địch, sinh vật ăn, sinh vật khác. Dễ hiểu thôi, tại vì nai và hươu là thức ăn của hổ. Rận và bét sống trên da trâu bò. Chúng sống được nhờ hút máu của trâu bò. Đây là mối quan hệ đối địch, ký sinh. Địa y sống bám trên cành cây. Đây là mối quan hệ hỗ trợ, hội sinh. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó bên có lợi là địa y, còn cành cây
không có lợi cũng không có hại. Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa. Đây là mối quan hệ hỗ trợ hội sinh, vì cá ép có lợi, rùa biển không có lợi cũng không có hại. Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng. Đây là mối quan hệ đối địch cạnh tranh, chúng cạnh tranh với nhau về nguồn thức ăn. Dung đũa sống trong ruột người. Đây là mối quan hệ đối địch ký sinh. Vi khuẩn sống trong nốt sừng ở rễ cây họ đậu. Đây là mối quan hệ hỗ trợ cộng sinh, cả hai bên đều có lợi. Vi khuẩn này có khả năng chuyển hóa khí nitơ của khí trời, tạo thành chất đạm cho cây đậu này sử dụng. Ngược lại, cây đậu này sẽ cung cấp chỗ ở và một số chất hữu cơ cho vi khuẩn này. Cây nắp ấm bắt côn trùng. Đây là mối quan hệ đối địch sinh vật ăn sinh vật khác. Dựa vào các ví dụ đã làm và bảng 44, các em hãy sử dụng một số ký hiệu để điền vào đặc điểm. Dấu cộng là có lợi, dấu trừ thể hiện cho sự có hại, số 0 là không hại cũng không lợi, để điền vào những cái đặc điểm này. Thì mối quan hệ cộng sinh giữa hai loài sẽ có đặc điểm có lợi. Hội sinh, một bên có lợi, một bên không có ảnh hưởng gì. Cạnh tranh, cả hai bên đều có hại. Ký sinh nữa ký sinh, một bên có lợi và một bên là có hại. Sinh vật ăn sinh vật khác, một bên có lợi, một bên có hại. Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch giữa các sinh vật là gì? Các em chú ý cho cô các cái dấu cộng và các cái dấu trừ. Mối quan hệ hỗ trợ thì đặc điểm có 3 dấu cộng và 1 số 0. Thì chúng ta thấy là mối quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ có lợi hoặc ít nhất không có sinh vật nào có hại. Mối quan hệ đối địch là mối quan hệ một bên có lợi, một bên có hại, hoặc cả hai bên đều bị hại. Các em ghi bài. Củng cố. Trong bài này có hai phần trọng tâm: quan hệ cùng loài và quan hệ khác loài. Trong mối quan hệ cùng loài, khi gặp điều kiện thuận lợi, các sinh vật sẽ hỗ trợ với nhau. Khi gặp điều kiện bất lợi, các sinh vật sẽ cạnh tranh gay gắt với nhau. Quan hệ khác loài bao gồm quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch. Trong mối quan hệ hỗ trợ có quan hệ cộng sinh và quan hệ hội sinh. Trong mối quan hệ đối địch có quan hệ cạnh tranh, ký sinh nữa ký sinh, sinh vật ăn sinh vật khác. Kiểm tra đánh giá. Giữa các cá thể cùng loài sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ là: A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địch. B. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. C. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch. D. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế. Đáp án của chúng ta là C. Bài này, cô yêu cầu chúng ta học bài và chép bài đầy đủ vào tập. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.